Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 14 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Tuần Giáo. Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Y tế và Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Niềm tin và kỳ vọng của đảng viên thành phố Điện Biên Phủ vào Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Tuần Giáo về công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Đoàn công tác đã kiểm tra đánh giá về việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện Tuần Giáo, kiểm tra việc thực hiện giám sát, đôn đốc và hướng dẫn chỉ đạo cấp xã, tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kiểm kê đất đai cấp huyện, kiểm tra công tác chuẩn bị về phân công trách nhiệm và sự phối hợp giữa các lực lượng thực hiện, thu thập, đánh giá, lựa chọn các tài liệu đất đai có liên quan phục vụ kiểm kê đất đai, tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kiểm kê đất đai cấp xã. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai, làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai, qua đó đề xuất cơ chế chính sách biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công tác tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ thời gian, bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế sử dụng đất ở địa phương. Trước đó, đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế tại xã Quài Cang về công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Quảng, trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong giai đoạn 2016-2019. Theo báo cáo của Sở Y tế, việc cấp ứng và thanh toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong những năm qua đã được thực hiện theo đúng luật bảo hiểm y tế. Chi phí từ nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được sử dụng cho việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, tiền thuốc, vật tư y tế, ngày giường bệnh và chi phí vận chuyển bệnh nhân. Các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Chế độ quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế được đảm bảo. Việc chỉ định sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật phù hợp với chẩn đoán bệnh, không lạm dụng trục lợi quỹ. Kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 Trung ương phân bổ là 463 tỷ đồng, số dư theo kinh phí phân bổ là trên 25 tỷ đồng. Đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2016-2019, đơn vị tiếp nhận 1.816 hồ sơ của người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, học nghề và chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 1.924 người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp trong giai đoạn 2016-2019 đạt trên 19,2 tỷ đồng. Việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp đúng trình tự, thủ tục, theo thời gian quy định, không để hồ sơ tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn tỉnh trong việc thụ hưởng chính sách về bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục chương trình giám sát về kết quả thực hiện nghị quyết số 55/2017 ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày. Mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2017 đến năm 2020. Hôm nay, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại huyện Điện Biên Đông. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường báo cáo Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện các quy trình, cách thức xác định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày, điều kiện địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Theo thống kê, từ năm học 2017-2020, tổng số học sinh được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn là gần 39.700 lượt học sinh. Tổng số học sinh được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền nhà ở là 116 lượt học sinh. Các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn theo định mức khoán kinh phí bằng 135% mức lương cơ sở trên một tháng trên 30 học sinh.
Từ năm học 2017-2020, tổng số kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn huyện là gần 110 tỷ đồng. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị huyện Điện Biên Đông cần bổ sung, rà soát lại các số liệu trong báo cáo chưa trùng khớp. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các trường chi trả chế độ cho học sinh theo thực tế thời gian thực học do dịch COVID-19. Trình tự thủ tục xét duyệt hồ sơ cần thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, chính sách cho học sinh. Ủy ban nhân dân huyện cần quan tâm bố trí phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường, thực hiện nghiêm túc công khai chế độ cho học sinh, đảm bảo tính minh bạch. Trước đó, đoàn đã giám sát thực tế việc thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Keo Lôm và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nong U. Trong hai ngày 13 và ngày 14 tháng 5, Đảng bộ xã Mường Tong, huyện Mường Nhé tổ chức đại hội lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Mường Nhé lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Tong đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc từng bước ổn định, kinh tế từng bước phát triển, lương thực bình quân đầu người đạt hơn 320 kg trên người trên năm. Xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp. 95% các bản có đường ô tô đi lại được hai mùa, 9 bản có đường bê tông hóa nội bản, 85% số bản được sử dụng công trình nước sinh hoạt. Trường lớp học được kiên cố hóa, xã đã đạt 8 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã kết nạp được 111 đảng viên, thành lập mới 15 chi bộ, nâng tổng số lên 18 chi bộ trực thuộc với 213 đảng viên. Phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, Đại hội Đảng bộ xã Mường Tong đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm chỉ tiêu, trong đó phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 đến 3% trên năm, tổng sản lượng lương thực đạt 2.192 tấn, bình quân lương thực đạt gần 330 kg trên người trên năm. Đến năm 2025, đạt 14 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 16 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện sắp tới. Hôm nay, Đảng bộ Trung đoàn 82 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2. Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thảo luận và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và dự thảo chương trình hành động. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt toàn diện có trọng tâm trọng điểm các mặt công tác, hoàn thành 100% các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 225 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng bộ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện vững chắc. Bên cạnh đó, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn được nâng lên rõ rệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung một số chỉ tiêu như 100% cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nề nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 100% các đối tượng huấn luyện đúng, đủ về thời gian, nội dung, kết quả 100% các nội dung đạt yêu cầu, có từ 80 đến 85% khá, giỏi, hàng năm kết nạp từ 25 đến 30 đảng viên mới. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu quân khu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 14 tháng 5, Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên khóa 20 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường, xem xét điều chỉnh các danh mục đầu tư công năm 2020. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tập trung thảo luận xem xét cho chủ trương điều chỉnh đối với các chương trình dự án đầu tư, gồm dự án nâng cấp mở mới tuyến đường vào trung tâm huyện Điện Biên, chương trình hỗ trợ đường giao thông nông thôn và mức khoán hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn bản trên địa bàn huyện. Theo đó, đối với dự án nâng cấp mở mới tuyến đường vào trung tâm huyện được điều chỉnh mặt đường từ 5,5m lên 7,5m với 2 làn xe với tổng mức đầu tư là 22 tỷ đồng. Đối với chương trình hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, huyện Điện Biên thực hiện hỗ trợ theo cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng, cát, đá và cống qua đường, nhân dân giải phóng mặt bằng, san gạt nền đường, làm hệ thống rãnh thoát nước và tổ chức thi công. Đối với nhà văn hóa thôn bản được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, theo các mức hỗ trợ và diện tích sử dụng khác nhau. Cùng với các nội dung trên, kỳ họp cũng đã thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 14 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 42 NQCP và quyết định số 15-2020 về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến về một số nội dung việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, một số khó khăn vướng mắc trong việc lập danh sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng theo quy định, việc đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ tại các địa phương cho các đối tượng đủ điều kiện theo danh sách được phê duyệt. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, đây là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc của chính phủ nhằm góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó yêu cầu các phòng ban, các xã phường phối hợp thực hiện tốt các bước từ rà soát, lập danh sách cho đến chi trả hỗ trợ, đảm bảo tính công khai minh bạch, kịp thời không để lợi dụng trục lợi chính sách, tham nhũng tiêu cực. Riêng đối với Ủy ban nhân dân các xã phường cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản liên quan để các đối tượng được hưởng hỗ trợ được biết và chậm nhất đến ngày 25 tháng 5 phải hoàn thành hồ sơ. Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ và lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ phòng chống dịch. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Ban Cứu trợ các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 được trên 2 tỷ đồng. Trong đó cấp tỉnh vận động ủng hộ được gần 500 triệu đồng, ngoài ra còn trao tặng 3.100 khẩu trang y tế, 20.000 khẩu trang vải, 2 tấn gạo. Cấp huyện vận động ủng hộ được trên 1 tỷ 600 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng thiết bị phục vụ phòng chống dịch trị giá trên 50 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã bàn giao kinh phí đợt 1 với số tiền 700 triệu đồng, 20.000 khẩu trang vải và 500 chai nước rửa tay sát khuẩn cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để sử dụng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Điện Biên và các huyện Mường Nhé, Mường Trà, thị xã Mường Lay cũng đã chủ động bàn giao kinh phí, hiện vật ủng hộ cho các trung tâm cách ly, ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, thị xã để phục vụ công tác phòng dịch. Ngày 14 tháng 5, đoàn sinh viên thực tập của Học viện An ninh tại Công an huyện Nậm Pồ đã tổ chức chương trình ấm tình quân dân, trao hơn 100 suất quà cho bà con nhân dân các bản trên địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ. Trong thời gian 4 tháng, 150 sinh viên khóa D48 Học viện An ninh đang thực tập tại Công an huyện Nậm Pồ đã kêu gọi kết nối các mạnh thường quân tài trợ, ủng hộ các nhu yếu phẩm cho bà con nơi biên giới Nậm Nhừ với các phần quà gồm 1.000 bộ quần áo, 6 tạ gạo và các nhu yếu phẩm khác, tổng giá trị trên 30 triệu đồng. Những món quà thể hiện tình cảm và tấm lòng của các học viên Học viện An ninh Nhân dân đang thực tập tại huyện Nậm Pồ. Đồng thời hoạt động này cũng đã góp phần chia sẻ những khó khăn vất vả trong cuộc sống mà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng như các hộ nghèo đang gặp phải. Quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, công tác tổ chức Đại hội điểm chi Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Thành ủy Điện Biên Phủ triển khai theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Trong lần đại hội này, việc lựa chọn nhân sự cho cấp ủy khóa tới đã được các đảng viên đặc biệt quan tâm. Một số ý kiến khác cũng bày tỏ niềm tin tưởng, sự kỳ vọng về những tiềm năng, lợi thế của địa phương sẽ tiếp tục được hoạch định để tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là chi bộ trực thuộc Thành ủy thành phố Điện Biên Phủ, để chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, từ nhiều tháng nay việc xây dựng báo cáo chính trị cũng như các phương án nhân sự cho cấp ủy khóa tới đã được chi bộ phòng giáo dục đào tạo thành phố Điện Biên Phủ chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc. Với phương châm, cấp ủy viên nhiệm kỳ tới phải là những người có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ở lĩnh vực địa bàn công tác được phân công. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo chỉ đạo, gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể cá nhân, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Và trong quá trình tôi chuẩn bị cho đại hội chi bộ, thì chúng tôi đã làm tốt cái quy trình nhân sự theo đúng hướng dẫn của Thành ủy thành phố Điện Phủ. Và hiện nay chúng tôi đã làm xong các bước chuẩn bị nhân sự và đã báo cáo Thành ủy, chỉ chờ phê duyệt của Thành ủy để tiến hành đại hội. Thế về công tác nhân sự ấy, thì về tiêu chuẩn ấy, thì thứ nhất là các đồng chí tham gia ban nhân sự, thứ nhất hoặc là đang là lãnh đạo phòng, hoặc là phải có quy hoạch vào
lãnh đạo phòng trong giai đoạn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên. Thứ ba là phải có trình độ đào tạo là từ đại học trở lên. Và thứ tư là các đồng chí đã phải tham gia công tác quản lý ít nhất từ cấp trường lên đến cấp ngành. Thế và về phẩm chất đạo đức, lối sống thì trong sạch vững mạnh và không có những cái biểu hiện diễn biến, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và các đồng chí có uy tín, có năng lực để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ. Công tác nhân sự cho cấp ủy khóa tới cũng là một đề tài được không ít đảng viên hiện đang sinh hoạt trong các chi hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố quan tâm. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói về công tác nhân sự cho cấp ủy khóa tới. Nhiều ý kiến cho rằng, đại hội các cấp, các ngành có tốt thì đại hội toàn quốc mới tốt được. Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, công tác cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định. Công tác cán bộ đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ. Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Chuẩn bị nhân sự đại hội 13 của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu. Nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ. Do vậy, phải làm sao lựa chọn được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. Các đồng chí trong Ban Thường vụ của khóa vừa qua và như hiện nay đang kế thừa để tiếp tục lựa chọn những cán bộ tới có đủ tâm để hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu mới. Đã tổ chức đại hội đã lựa chọn và bầu ra đội ngũ cấp ủy, cũng như chỉ chủ trì đồng chí bí thư phải nói là cũng đã đủ với điều kiện để tiếp tục kế thừa và lãnh đạo đơn vị cơ quan mình hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng mong sao các đồng chí tiếp tục phát huy những cái thành quả trong những nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đoàn kết phấn đấu xây dựng đảng bộ, xây dựng cấp ủy, xây dựng chính quyền, quan tâm xây dựng các cái đoàn thể chính trị xã hội thật sự chỗ dựa tin cậy của Đảng để mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của được giao. Hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong thời gian tới, đông đảo cán bộ, đảng viên đều tin tưởng và kỳ vọng vào các đại biểu tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới sẽ là những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Tôi cũng rất là mong mỏi là đại hội tới sẽ chọn ra được những đồng chí cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ tới là đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm để làm sao để là trong đại hội tới là thực hiện thắng lợi cái nghị quyết mà đội đảng bộ của tỉnh, thành phố và công ty đảng bộ đề ra. Làm sao đó để giai đoạn đại hội này sẽ có những cái bước phát triển mới, làm cho đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh nói chung thì là phát triển một bước nữa. Với sự tin tưởng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, hy vọng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp để hướng đến giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đưa địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2020, dự toán thu ngân sách tỉnh giao cho huyện Tuần Giáo là 51 tỷ đồng, nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao thêm 5 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian qua, với điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, đây là thách thức lớn của huyện. Để sớm hoàn thành các mục tiêu tỉnh, huyện giao, Chi cục thuế khu vực Tuần Giáo, Tùa Chùa đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc giao dự toán, các giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ về chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế và chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian qua, nhiều doanh nghiệp của huyện bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn. Ngay sau khi có chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Chi cục Thuế khu vực Tuần giáo Tùa Chùa đã tổ chức rà soát lại tất cả các nguồn thu, khu vực sắc thuế, đánh giá chính xác tác động của dịch bệnh, chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch, lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp theo thẩm quyền cho người nộp thuế, đồng thời tăng cường giám sát kiểm tra đối với doanh nghiệp có rủi ro cao nhằm chống thất thu thuế, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận. Thưa quý vị và các bạn, để nhanh chóng khôi phục định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ngay sau khi quy định giãn cách xã hội được nới lỏng, nhiều giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất chăn nuôi tại huyện Mường Nhé đã được cấp ủy chính quyền các xã trên địa bàn chủ động thực hiện. Đối với hầu hết các xã vùng biên ở huyện Mường Nhé, đời sống, thu nhập và định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Chính vì thế, việc sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất chăn nuôi bình thường sẽ góp phần rất lớn vào việc cải thiện và từng bước nâng cao đời sống, thu nhập của người dân trên địa bàn. Xã đã cử cán bộ xuống cơ sở bản tuyên truyền vận động bà con làm sao tăng cường thúc đẩy phát triển sản xuất, làm sao cho kịp thời vụ để không để thụt lùi kinh tế mà để đảm bảo lương thực trên địa bàn, thì xã cũng đã có kế hoạch triển khai cụ thể xuống các từng bản và vận động bà con nhân dân tiếp tục tham gia sản xuất. Sớm vào vụ mùa thì chúng tôi là đã triển khai xuống nhân dân là chuẩn bị đất đai, trồng các cây hoa màu và cây lương thực, đồng thời là nạo vét kênh mương để đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ xuân, để chiêm xuân, để chuẩn bị tiến tới để thu hoạch. Trong thời gian cách ly xã hội, các mặt hàng nông sản người dân huyện Mường Nhé làm ra hầu như không xuất bán được, ngay cả tại thị trường địa phương. Khoản tiết kiệm đã phải sử dụng để trang trải sinh phí hàng ngày, nên các khoản hỗ trợ kịp thời vào thời điểm này sẽ là động lực để người dân tái sản xuất chăn nuôi bình thường. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đó là cho vay tối đa với 22% cái tổng dư nợ năm 2019, và đặc biệt trong đó là để đáp ứng cái nguồn vốn sản xuất vụ xuân năm 2020, cũng như là hỗ trợ người dân trong đợt dịch bệnh COVID-19. Thì đối với đối tượng hộ nghèo thì ngân hàng chính sách tiến hành hỗ trợ cho vay theo cái nhu cầu vay của người dân về hộ nghèo. Những ngày cách ly tuy vất vả, lo lắng nhưng người dân huyện Mường Nhé đã kiên cường vượt qua khó khăn, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Nên ngay sau khi giảm giãn cách xã hội, mọi người dân cũng đều đã chủ động các điều kiện khôi phục lại sản xuất chăn nuôi. Hướng trong thời gian tới thì sẽ cũng đã triển khai rất nhiều cái phương hướng. Cái thứ nhất là đối với các cơ sở kinh doanh thì cũng khuyến khích người ta tiếp tục tái khởi động lại, đầu tư. Và đối với bà con nhân dân thì cũng vận động tuyên truyền vận động bà con là vừa theo cái chỉ thị của Thủ tướng là vừa chống dịch, cũng là vừa triển khai các cái giải pháp để phát triển kinh tế xã hội đối với cái vùng đồng bằng ở trên xã này. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận của người dân, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại huyện Mường Nhé đã bắt đầu được khôi phục, quyết tâm không để các chỉ tiêu trên lĩnh vực này giảm sâu, mặc dù bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.